Trường Pattana Wittaya ở Bangkok nổi tiếng là một ngôi trường đáng sợ, nơi có những điều cấm kỵ vô cùng hà khắc với học sinh. Họ ban hành những luật lệ để kiểm soát và đè nén sự phản kháng của lũ trẻ bằng uy quyền của họ. Trường có tất cả 427 quy tắc được đưa ra từ hàng trăm năm trước mà học sinh buộc phải tuân theo. Bất kỳ ai vi phạm vào một trong những quy tắc đó đều bị kết án và phải chịu những hình phạt khắc nghiệt nhất. Học sinh có thể bị cách ly ở một căn phòng trống trải hoặc bị đánh đập một cách dã man, thậm chí là tử hình. Chính vì vậy, lũ trẻ luôn phải sống trong sự sợ hãi, chúng không có chính kiến, ai cũng như những kẻ vô hồn và hành động như những con rối. Trong khi đó, các giáo viên ở trường đều là những người vô tâm và độc ác. Tất cả những gì họ muốn làm là đàn áp và gây tổn thương nhiều nhất cho học sinh. Vì vậy, ngôi trường không còn là nơi mà học sinh muốn theo học nữa. Mọi thứ chỉ có hai màu đen và trắng. Nếu học sinh mang bất cứ thứ gì có màu sắc sặc sỡ vào bên trong khuôn viên của nhà trường đều sẽ bị xử lý bằng những hình phạt đáng sợ. Ngoại trừ ông hiệu trưởng to béo, người thích mặc những bộ quần áo có màu sắc sặc sỡ. Ngôi trường điên rồ này thực sự bất công và đã đến lúc cần phải thay đổi. Và người duy nhất có thể làm điều đó là Nano, một nữ sinh bí ẩn mới chuyển đến trường Pattana Wittaya. Ngay khi cô ấy bước qua cánh cổng, mọi thứ xung quanh bỗng trở thành hai màu đen trắng. Sau khi Nano bước vào lớp học, giáo viên yêu cầu cô ấy giới thiệu về bản thân. Nano làm theo và chào những người bạn mới của mình, nhưng họ chỉ đáp lại bằng một nụ cười rất mơ hồ. Nano ngồi gần một cô gái có vẻ bề ngoài nhút nhát tên là Mia. Trong khi cô giáo bắt đầu giảng bài thì đột nhiên Nano làm rơi một thỏi son màu đỏ thấm xuống sàn nhà. Rất may trước khi giáo viên có thể phát hiện ra bất cứ điều gì, Mia đã kịp nhặt thỏi son lên và đưa nó cho Nano. Nano cảm ơn Mia rồi giấu thỏi son vào trong cặp. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, một người phụ nữ dữ tợn tên là Lisa xuất hiện cùng với tay sai của cô ta. Lisa là một giáo viên độc ác nhất trong số các giáo viên ở trường. Nhiều học sinh khiếp sợ cô ta đến nỗi tè cả ra quần. Lisa thường tiến hành khám xét đồ xuất. Khi đến lượt Nano, cô ấy cố gắng phản kháng rằng lục lọi đồ đạc cá nhân của người khác là vi phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên, Lisa đã giật lấy chiếc túi của Nano để tự tay khám xét, thật bất ngờ khi họ không thể tìm thấy thỏi son, trong khi Nano nhếch mép cười thách thức Lisa. Sau khi cô ta và đám tay sai rời đi, Nano bắt đầu bộc lộ bản chất của mình. Cô ấy thực sự là một kẻ nổi loạn với mục đích sẽ thay đổi những nội quy quái đản ở trường. Nano không quan tâm đến việc học tập hay kết bạn. Tất cả những gì cô ấy muốn là trừng phạt giáo viên và bắt họ phải trả giá cho tội ác của mình. Cô ấy ngang nhiên tô son trước cả lớp, một hành động coi thường các quy tắc ở trường. Một lúc sau, Nano ngồi cùng Mia ở căng tin. Mia khuyên Nano hãy cẩn thận với những trò đùa của mình. Cô ấy kể về hai học sinh vi phạm bị đưa đến phòng ăn năn, nơi họ phải trải qua những giây phút cực kỳ đáng sợ. Đã 3 ngày trôi qua nhưng họ vẫn chưa được thả. Đáng ngạc nhiên là ngay cả khi nghe thấy điều này, Nano vẫn tỏ ra không chút sợ hãi, cô ấy bắt đầu cười như một người điên, điều đó thu hút sự chú ý của Lisa. Khi nhìn thấy đôi môi đỏ sẫm của Nano, ngay lập tức Lisa lau sạch và lấy đi thỏi son của Nano. Vì đây là lần đầu tiên vi phạm, Lisa chỉ yêu cầu Nano phải học thuộc 427 quy tắc của trường, nhưng cô phải làm điều đó dưới cái nóng như thiêu như đốt ở giữa sân trường. Tuy nhiên, cô nàng nổi loạn không dễ dàng bị khuất phục trước đám tay sai đang đứng giám sát mình. Nano cố tình cười nhạo các quy tắc trong cuốn sách. Điều đó thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh và cả những giáo viên của trường. Ngay lập tức Lisa xuất hiện, như để khiêu khích cô ta, Nano lấy bật lửa ra và đốt cuốn sách trước sự ngạc nhiên của mọi người. Họ gọi Nano là đồ điên, nhưng cô ấy lập luận rằng không có quy tắc nào cấm cô ấy không được đốt sách. Ngay lập tức cô ấy được đưa đến phòng ăn năn, nơi cô bị tra tấn bằng hai chiếc loa công suất lớn đọc đi đọc lại 427 quy tắc của trường. Điều đó đủ để khiến bất kỳ ai phải phát điên. Nhưng Nano vẫn thản nhiên cười đùa như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Nano đã trở lại lớp học của mình. Lần này cô ấy buộc tóc bằng những dây buộc màu xanh như một dấu hiệu của sự thách thức. Nhiều bạn học thắc mắc tại sao Nano được thả sớm như vậy. Cô ấy nói rằng mình được thả vì đã ghi nhớ 427 quy tắc trong cuốn sách, đồng thời khẳng định rằng căn phòng ăn năn không quá đáng sợ như mọi người nghĩ. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi mọi người thấy cô Lisa xuất hiện. Ngay cả cô ta cũng sốc khi thấy Nano ra khỏi phòng ăn năn, vì Lisa chưa từng thả Nano ra khỏi đó. Lisa cảnh báo Nano phải tuân thủ các quy tắc, nhưng cô gái nổi loạn thẳng thừng nói rằng ngôi trường này thật tồi tệ. Không thể chịu nổi cô gái ngang bướng, một lần nữa Nano bị đưa đến phòng ăn năn, nhưng lần này hình phạt còn nghiêm khắc hơn. Họ chiếu ánh sáng cực kỳ mạnh vào mắt của Nano và khiến cô ấy phải đọc các quy tắc. Điều này được lặp đi lặp lại trong suốt một ngày, nhưng ngày hôm sau, Nano lại một lần nữa trở lại lớp học của mình. Lần này cô ấy đã nhuộm mái tóc màu tím, tất cả các học sinh khác dường như cũng đứng về phía Nano. Cô ấy đang thành công trong sứ mệnh mà cô đến đây vì mục đích đó. Không nằm ngoài dự đoán, Lisa lại đưa cô gái nổi loạn vào phòng ăn năn. Ở đó, Lisa hỏi Nano thực sự muốn gì, cô gái có mái tóc màu tím cười một lúc rồi khẳng định rằng
Cô muốn thay đổi toàn bộ những gì đang diễn ra, tất cả các quy tắc đang hạn chế quyền tự do của học sinh phải được bãi bỏ. Lisa trở nên mất kiên nhẫn với Nano, nhưng một hình phạt cuối cùng, cô ta dùng kìm lôi đứt lưỡi của Nano, sau đó nở một nụ cười điên loạn. Tuy nhiên, bất chấp sự đau đớn tột độ, Nano vẫn không thể ngừng cười. Một lúc sau, khi Lisa ở trong phòng một mình, cô ta cầm thỏi son của Nano và tỏ ra căm phẫn với những gì Nano đang thách thức mình. Bỗng một nữ sinh tên là Yuri bước vào và nộp đơn xin nhập học. Yuri giới thiệu về bản thân và tỏ ra biết rất rõ về Nano bởi cả hai trước đây từng học cùng trường. Yuri xin được vào đội tuần tra của trường vì cô ấy là người duy nhất có thể đối phó với Nano. Lisa tỏ ra nghi ngờ và không tin tưởng Yuri, vì vậy Yuri đã cho Lisa xem tin nhắn trên nhóm chat của những học sinh đang có kế hoạch nổi dậy. Thì ra Yuri đã dùng danh tính giả tham gia nhóm chat để theo dõi những học sinh khác. Dưới sự giúp sức của Yuri, tất cả các học sinh có ý định nổi loạn đều bị giáo viên trừng phạt, họ bị bắt phải quỳ gối suốt đêm. Trong khi Yuri ngày càng chiếm được lòng tin của Lisa và được tự do vào văn phòng của cô ấy. Một hôm Yuri xem một số tài liệu bí mật của Lisa, rõ ràng là cô ta đang có ý đồ gì đó. Ở một diễn biến khác, khi trở lại bàn học của mình, Nano thấy một phong bì được gửi cho cô ở đó. Nó được quấn một dải duy băng màu đỏ với dòng chữ tuyệt mật được viết bên trong. Nano mỉm cười khó hiểu khi mở chiếc phong bì. Vài giờ sau, Nano tình cờ gặp lại kẻ thù cũ của mình, đó chính là Yuri, người đeo dải băng đỏ giống như dải quấn quanh chiếc phong bì. Điều đó cho thấy Yuri chính là người gửi phong bì cho Nano. Sau khi hai người lạnh lùng bước qua nhau, Nano photo một loại tài liệu gì đó, cô ấy mang lên tầng trên cùng và chuẩn bị phát tán tài liệu thì Lisa bất ngờ xuất hiện. Cô ta tra hỏi những gì Nano định làm và cô gái nổi loạn tuyên bố sẽ tiết lộ sự thật về những tình trạng tham nhũng đang diễn ra ở trường. Rằng hàng năm nhà trường được phân bổ hàng triệu đô la, tuy nhiên họ không sử dụng đúng mục đích của số tiền đó, môi trường ngày càng xuống cấp trầm trọng, các phòng học thì rột nát và thức ăn cho học sinh thì ôi thiêu, trong khi tiền đang đổ vào túi những người có quyền lực ở trường. Lisa tức giận định giật lấy tập tài liệu nhưng Nano cương quyết không buông tay, cả hai cố gắng giằng co trong khi Yuri dùng điện thoại ghi lại sự việc. Một lúc sau cô ta đi đến và bất ngờ đẩy Nano ngã xuống từ ban công khiến cô ấy tử vong ngay lập tức. Học sinh toàn trường vô cùng sốc trước cách mà Nano bị giết, trong khi đó Yuri ném tập tài liệu xuống dưới và tiết lộ sự thật khủng khiếp về những gì thầy cô của họ đang làm. Yuri cũng gửi đoạn video đã quay trước đó lên nhóm chat để mọi người quy trách nhiệm cho cô ta về cái chết của Nano. Quả nhiên đúng như những gì Yuri dự tính, sau khi học sinh xem được đoạn video đó, mọi người bắt đầu trở nên tức giận. Chỉ trong vài giây, họ bắt đầu nổi loạn và đuổi theo tất cả những giáo viên của trường Pantana Witaya. Lisa cũng bị bắt và giống như những giáo viên khác, cô ta bị trói và bị học sinh đánh đập một cách dã man. Sau đó, mọi người đưa tất cả các giáo viên đến hội trường chính. Yuri xuất hiện với vai trò là thủ lĩnh của các học sinh. Cô ta bước tới và thông báo rằng mọi quy tắc sẽ thay đổi. Trong nhiều năm, các học sinh đã bị chèn ép và hành hạ, nhưng từ giờ mọi chuyện sẽ ngược lại. Giáo viên sẽ phải chơi theo luật của học sinh, và nếu ai đó không tuân theo, họ sẽ bị trừng phạt trong phòng ăn năn của trường. Nói xong, Yuri yêu cầu tất cả các giáo viên viết lời thú tội của họ vào một tờ giấy. Trong khi hầu hết mọi người đều thành khẩn làm theo, Lisa độc ác chỉ cười nham hiểm và từ chối viết bất cứ điều gì. Điều đó khiến một nam sinh tức giận, vì vậy anh ấy quyết định ra tay với Lisa. Trong cơn tức giận, anh ta trút hết sự căm thù của mình lên cô giáo tàn ác cho đến khi cô ta thực sự ngừng thở. Sau khi mọi người phát hiện ra nam sinh đã giết chết giáo viên của mình, họ đột nhiên quay lưng lại với anh ta. Một số người cho rằng họ nên đưa anh ta đến phòng ăn năn, trong khi những người khác yêu cầu xử tử anh chàng tội nghiệp. Đúng lúc đó thì hiệu trưởng xuất hiện với một khẩu súng trên tay. Ông ta đe dọa mọi người dừng lại và phải thả các giáo viên đang bị giam giữ, đồng thời hứa sẽ tha cho mọi người nếu họ chịu nghe lời, thậm chí ông ta sẽ bỏ qua cả vụ giết Lisa. Nhiều học sinh hèn nhát bắt đầu buông xuôi và cầu xin sự tha thứ, nhưng một số vẫn giữ im lặng, trong đó có Yuri. Hiệu trưởng tập trung những học sinh nổi loạn lại một chỗ để trừng phạt. Ông ta cho rằng Yuri phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện, sau đó lấy một con dao sắc nhọn và bắt cầu học sinh đã giết Lisa phải hành quyết Yuri. Nhưng bất ngờ thay, Nano xuất hiện trở lại với một cơ thể đầy máu. Cô ấy đã trở về từ cõi chết một cách thần kỳ, sau đó ba phiên bản khác nhau của Nano cũng xuất hiện. Một người bị cắt lưỡi, một người cài dây buộc tóc màu xanh và một Nano có mái tóc màu tím. Hóa ra mỗi khi Nano bị trừng phạt, một phiên bản mới đã thay thế con người cũ của cô ấy. Điều đó lý giải vì sao Nano luôn quay trở lại lớp học của mình mặc dù đã bị nhốt ở phòng ăn năn. Một trong các phiên bản của Nano tiến đến chỗ hiệu trưởng để đe dọa và yêu cầu ông ta hạ súng, nhưng điều đó càng khiến ông ta muốn lấy mạng Nano. Nhưng ngay trước khi ông ta bóp cò, tất cả các học sinh đồng loạt lấy vũ khí lợi hại nhất của mình ra, đó chính là những điện thoại thông minh.
Họ phát trực tiếp và ghi lại hình ảnh ông hiệu trưởng độc ác, người sẵn sàng giết hại học sinh của mình nhân danh thực thi kỷ luật. Ông ta uy hiếp mọi người và định kết liễu Nano, nhưng trước sự lì lợm của cô ấy cùng với sự đoàn kết của các học sinh, cuối cùng họ đã khiến ông hiệu trưởng to béo sợ hãi và hạ súng. Ngay lập tức mọi người xông vào khống chế và hạ gục ông hiệu trưởng ác ôn. Lợi dụng lúc mọi người đang hỗn loạn, Yuri xảo quyệt định bỏ trốn khỏi đó, nhưng Nano đã kịp thời ngăn cô ta lại. Toàn bộ giáo viên của trường Pantana Witaya phải quỳ gối, giờ đây học sinh không còn phải sống trong sợ hãi vì bị trừng phạt nữa. Họ có thể vô tư làm những gì mình thích như những học sinh trung học bình thường khác. Trong khi đó, Nano nhốt kẻ thù không đội trời chung của mình vào phòng ăn năn cùng với tất cả những giáo viên khác, chắc chắn họ sẽ làm gì đó với Yuri. Quay trở lại với Nano, sau khi đạt được mục đích của mình, cô ấy quyết định rời đi mãi mãi, trong khi Yuri bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đầy máu. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!